Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì nếu trong trường hợp chúng ta không am hiểu pháp luật thì khả năng chúng ta sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Đó là lý do mà chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ra đời. Tôi đưa cho quý vị và các bạn những cái thông điệp về tranh chấp thừa kế. Tôi đưa cho quý vị và các bạn về cái hướng dẫn mua bán nhà đất. Tôi đưa cho quý vị và các bạn những vụ việc hủy giấy. Có một anh bảo rằng sau khi nghe những cái video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, em cảm thấy ấm lòng. Vì mặc dù em là bị đơn nhưng em vẫn cảm thấy ấm lòng vì những video rất chất của chị. Xin cảm ơn một độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nó là một cái nguồn động lực giúp tôi có những cái thăng hoa trong cái quá trình làm video. Thú thật với quý vị và các bạn, mệt mỏi lắm. Thế thì hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Thế Chấp Nhà Vợ Chồng Già Lo Bị Đuổi. Câu chuyện này xoay quanh một cái vấn đề như thế này, quý vị và các bạn ạ. Xoay quanh một vấn đề là hai vợ chồng già đã đem tiền đi thế chấp một cái số tiền trong một cái thời hạn nhất định. Và các bên thỏa thuận rằng nếu trong trường hợp thế chấp cái nhà này thì hết thời hạn hợp đồng, không trả tiền thuê hết thời hạn hợp đồng thì lấy lại số tiền gốc. Và chủ nhà cũng đã xác lập như vậy. Thế thì câu chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ vừa đọc vừa phân tích những cái quy định pháp luật để cho quý vị và các bạn hiểu nhé. Giao 500 triệu đồng cho chủ nhà để được ở nhà thuê trong vòng 2 năm với mong nhận lại tiền. Tuy nhiên người chủ nhà sau khi nhận tiền đã biến mất. Bài này của phóng viên Nguyễn Trà. Tôi cũng muốn phân tích, muốn mổ xẻ cho quý vị và các bạn để thêm được những cái kiến thức pháp luật. Bà Nguyễn Thị Cái tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở 139/11 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng bà về đây thuê trọ từ năm 2012. Căn nhà trọ này trước đây do bà NTKL làm chủ sở hữu. Bà L ngăn ra làm hai căn để lấy một nửa cho bà Cái thuê, cầm 500 triệu đồng rồi đi biệt. Hai vợ chồng tôi không có con cái nên nương tựa vào nhau để sống. Về đây được 2 năm thì ông bị tai biến, phải nằm một chỗ. Đầu năm 2017, bà chủ nhà cần tiền gấp, muốn thế chấp căn nhà cho tôi với giá là 500 triệu đồng. Tôi mượn tiền của người quen để cho bà L thế chấp. Giấy thế chấp viết tay, có sự chứng kiến của công an khu vực nên tôi rất tin tưởng. Căn nhà đó ngăn làm hai, phần trước tôi ở, phần sau tôi cho người thuê để lấy tiền ăn uống, bà Cái nói. Trong giấy tờ thế chấp, bà L ghi hôm nay ngày 1 tháng 4 năm 2017, tôi thế chấp căn nhà nhỏ cho bà Nguyễn Thị Cái với số tiền là 500 triệu đồng. Sau khi tôi giao nhà một phần căn nhà 139/11 Ngô Tất Tố, phường 12, quận Bình Thạnh thì bà Cái có nghĩa vụ giao tiền không tính lãi suất thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019. Theo bà Cái và trong giấy tờ nói trên cũng có ghi buổi giao nhận tiền còn có sự chứng kiến của một cảnh sát khu vực. Các bạn ạ, quyền tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận của các đương sự trong tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận của các cái chủ thể trong cái giao dịch là hoàn toàn tự nhiên thôi. Bà Cái đưa ra số tiền là 500 triệu,
ở trong thời hạn từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến 1 tháng 4 năm 2019. Nếu hết thì mới bà chủ nhà này mới trả lại tiền, không tính lãi suất. Tuy nhiên họ được ở. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên hai ông bà mới ở được khoảng 4 tháng thì mới có nhóm người lạ mặt tới đòi nhà. Họ bảo bà L đã bán căn nhà cho họ, yêu cầu vợ chồng bà cái phải ra ngoài. Chủ nhà cũ thì đã biệt tích đâu không rõ. Không chỉ uy hiếp bằng lời nói, nhóm người lạ còn dùng xà beng cậy cửa gây áp lực, làm bong tróc bản lề. Nhóm người lạ nói sẽ đền cho tôi 250 triệu đồng, bảo tôi im lặng đi chỗ khác sống. Nhưng có vay của tôi đâu mà trả. Hai vợ chồng tôi sống tới tuổi này rồi, không có con. Có mấy người dám cho mượn tiền để đưa cho bà L mà có ở lâu dài. Giờ tôi biết lấy gì trả cho người ta. Thưa quý vị và các bạn, một cái bài toán nan giải nha. Không biết chủ nhà hiện ở đâu. Trả lời chúng tôi về vấn đề này, bà Trần Thị Trúc Linh, cán bộ tư pháp, hộ tịch, Ủy ban Nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh, cho biết bà L nợ nần rất nhiều. Việc bà L cầm sổ căn nhà cho vợ chồng bà cái nhưng rồi lại bán nhà cho người khác mà chưa trả số tiền cho bà cái là có thật. Mâu thuẫn ở đây nè quý vị. Buổi giao nhận tiền giữa hai bên có sự chứng kiến của công an khu vực. Các bạn thấy rồi, phát sinh một cái hợp đồng thế chấp và cái người được thế chấp đang ở trong nhà. Người ta cũng hoàn toàn tin tưởng chủ nhà thôi. Tại vì nhà chủ nhà cho thuê, thay vì cho thuê thì sử dụng qua một cái hình thức khác là thế chấp. Và nếu như trong trường hợp thế chấp thì mình đưa tiền 500 triệu sau 2 năm mình ở miễn phí, đồng thời mình nhận lại đủ số tiền 500 triệu, một cái sự thỏa thuận. Tuy nhiên chủ nhà sau khi nhận tiền thế chấp, sổ đỏ thì lại bán cho người khác. Thì đó là một cái vấn đề mà hậu quả phát sinh là các bên người bị hại trong vụ việc này là người mua nhà hoặc là người hoặc là bà chủ nhà, hoặc bà đi bà thế chấp này, bà phải đi kiện vì quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Cả hai bên đều bị thiệt hại hết. Bà cái đưa 500 triệu đồng cho bà L để được ở trong ngôi nhà đó trong khoảng thời gian nhất định. Đến hết thời hạn, bà L phải trả cho số tiền 500 triệu đồng cho bà cái. Vấn đề ở đây là chưa hết hạn hợp đồng, chưa trả số tiền trên cho bà cái mà bà L đã bán căn nhà cho người khác, tiền cũng không chịu trả cho bà cái. Phường cho biết đã gửi giấy mời hòa giải hai bên nhưng chỉ có bà cái tới, bà L vắng mặt. Chúng tôi đã liên lạc nhiều lần nhưng ngay cả anh em người nhà cũng không biết hiện tại bà L ở đâu, bà Trúc Linh chia sẻ. Nói về câu chuyện này, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 22 quận Bình Thạnh cho biết đây là tranh chấp dân sự, trong khả năng thẩm quyền của phường chỉ có thể là hòa giải. Chuyện gia đình bà cái từng bị nhóm người lạ tới dùng xà beng cậy phá, phường chưa nắm thông tin vụ việc này. Nếu có hành vi côn đồ, xã hội đen, chúng tôi sẽ chỉ đạo công an phường thường xuyên kiểm tra, đeo bám và xử lý nghiêm. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái bài báo này thì động lại cho chúng ta những điều gì? Động lại cho chúng ta những điều rằng là trong trường hợp cái hợp đồng thế chấp nhà còn hiệu lực mà các bên, mà phía bên chủ nhà, tức là cái bên đi thế chấp đã bán cái tài sản, vậy thì trong cái quan hệ này phát sinh hai vấn đề. Thứ nhất là người mua nhà và người đi thế chấp. Thôi thì chuyện đó là chuyện của tòa, chúng ta sẽ tiếp tục qua thông qua một cái luật sư Trịnh Ngọc Hoàng Vũ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, xem luật sư nói gì nha. Người mua nhà nên kiện chủ cũ ra tòa. Hành vi thế chấp nhà của bà L thực chất là vay tiền của bà cái không lãi suất. Mục đích hành vi này
là lấy tiền lãi từ số tiền bà cái giao để cho bà cái ở trong vòng 2 năm. Sau đó bà L trả lại tiền cho bà cái. Chỉ khi nào bà L trả tiền vay thì bà L mới được bán. Sao lại là tiền vay? Trả lại tiền. Trả lại tiền thế chấp chứ. Sao lại là bài báo là trả tiền vay? À, chỉ khi nào bà L trả lại tiền thế chấp thì mới đúng, thì bà L mới được bán căn nhà đó. Hiện nay thời hạn của thế chấp chưa dứt. Pháp luật quy định trong trường hợp này thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà kể từ thời điểm bên mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê nhà mua và nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo khoản 1, khoản 5, điều 12 của luật nhà ở. Do đó nếu chưa nhận bàn giao nhà ở trên thực tế, không có thỏa thuận khác, thì người mua của bà L vẫn chưa có đầy đủ quyền sở hữu nhà ở. À, nếu vậy, hướng ra cho câu chuyện này là người mua nhà kiện bà L ra tòa án có thẩm quyền để tranh chấp quyền sở hữu nhà ở. Khi đó bà cái là người có quyền và nghĩa vụ liên quan sẽ có yêu cầu độc lập để đòi số tiền mà bà L mượn. Tôi cũng không biết bài báo khi thì gọi là tiền mượn, khi là tiền vay. Nhưng là luật sư thì tôi cho rằng cái số tiền 500 triệu mà bà cái đưa cho bà L đó là tiền thế chấp. Riêng trong cái việc này thì tôi có một cái ý kiến khác với luật sư đồng nghiệp. À, tôi cho rằng cái hợp đồng mua bán nhà chỉ xác lập kể từ khi hai bên đã hoàn tất việc công chứng. À, có thể rằng là mỗi một là luật sư có những cái quan điểm trái chiều, còn cái việc này là cái việc của bài báo, chỉ mong muốn đem đến cho quý vị và các bạn một cái sân chơi bổ ích, trong đó có một cái sự phân tích song song với hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là cái hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất. Chúng ta sẽ chờ xem, không biết là phóng viên Nguyễn Trà có tiếp tục loạt bài này để đi đến cuối cùng cái câu chuyện hay không, thì tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Cảm ơn quý vị.